Khi mang thai, cơ thể sẽ có rất nhiều những thay đổi. Bên cạnh những thay đổi từ thể trạng và bên trong cơ thể, thì các mẹ còn phải đối mặt với rất nhiều những thay đổi về vẻ bề ngoài. Trong đó, rất nhiều chị em nhận thấy làn da của mình bị sạm đi trông thấy. Điều này khiến các mẹ cảm thấy thiếu tự tin và đôi khi còn ảnh hưởng đến tâm trạng cảm xúc rất nhiều. Vậy các mẹ hãy cùng tham khảo ngay những điều sau đây để việc sạm da khi mang thai không còn là nỗi lo lắng trong thai kỳ nữa nhé. 1. Tại sao mẹ bầu bị sạm da? Sự thay đổi màu da cực kỳ phổ biến ở tất cả các giai đoạn của thai kỳ, ảnh hưởng đến khoảng 90% phụ nữ tương lai. Vì vậy, đừng nghĩ rằng bạn là người duy nhất phải đối mặt với nó và hãy biết rằng nó có thể xảy ra trong bất kỳ giai đoạn nào của thai kỳ. Nó thường không xuất hiện trong một sớm một chiều mà xuất hiện dần dần khi quá trình mang thai của bạn tiến triển. Sạm da có thể bị kích hoạt bởi sự thay đổi hormone trong thai kỳ, kích thích sự gia tăng tạm thời lượng melanin mà cơ thể sản xuất. Melanin là chất tự nhiên mang lại màu sắc cho tóc. Ngoài ra, tiếp xúc với ánh nắng cũng đóng một vai trò. Phụ nữ có làn da sẫm màu hơn có nhiều khả năng bị nám hơn so với phụ nữ có làn da sáng hơn. Ngoài ra, bạn cũng có nhiều khả năng phát triển sạm da nếu đây là tình trạng di truyền trong gia đình. 2. Khi nào thì da trở lại bình thường? Tình trạng sạm da thường biến mất mà không cần điều trị sau khi bạn sinh con. Những chấm đen tối màu có thể sẽ mờ dần trong vòng 1 năm sau khi sinh và da của bạn sẽ trở lại màu bình thường, mặc dù đôi khi những vết sạm sẽ không hoàn toàn biến mất. Nếu da vẫn còn vết sạm sau vài tháng sinh con và làm phiền đến bạn, hãy nói chuyện với bác sĩ chăm sóc hoặc bác sĩ da liễu về phương pháp điều trị nám và sạm. 3. Mẹ bầu cần làm gì để cải thiện làn da trong thai kỳ? Mặc dù bạn không thể làm gì nhiều để ngăn ngừa sự thay đổi của nội tiết tố, nhưng đây là một số cách bạn có thể bảo vệ làn da và cải thiện nó tốt hơn trong quá trình mang thai. Tránh tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Bạn hãy hạn chế tối đa việc phải ra ngoài và tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời, đặc biệt là những thời điểm nhiệt độ cao như buổi trưa hoặc đầu giờ chiều. Nếu bắt buộc phải ra ngoài, hãy đội mũ có kính che mặt, mặc áo chống nắng và các biện pháp bảo vệ da tốt nhất. Nếu bạn bị nám, hãy thoa kem chống nắng có chỉ số SPF 30 hoặc cao hơn trên da mỗi ngày, ngay cả khi bạn không đi ra ngoài. Nhiều tia nắng mặt trời chiếu qua cửa sổ và có thể ảnh hưởng đến làn da của bạn. Hãy lựa chọn những sản phẩm kem chống nắng lành tính, không cồn, chứa ít các thành phần hóa học và tốt nhất là chuyên dụng dành cho mẹ bầu để có thể vừa bảo vệ làn da mà không ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng. Bổ sung đủ axit folic. Một số chuyên gia tin rằng sự thay đổi sắc tố da có liên quan đến sự thiếu hụt axit folic, vì thế hãy đảm bảo rằng bạn nhận đủ dưỡng chất này thông qua chế độ ăn uống và tốt nhất nên bổ sung trước khi mang thai. Thực tế, việc sạm da khi mang bầu thông thường chỉ là kết quả của việc thay đổi hormone trong thai kỳ mà thôi. Vì vậy, các mẹ đừng quá lo lắng mà làm ảnh hưởng đến tâm trạng sẽ không tốt cho thai nhi. Hãy luôn giữ tinh thần thoải mái, chế độ sinh hoạt và ăn uống lành mạnh, kết hợp cùng với những cách bảo vệ làn da phía trên, chắc chắn chị em sẽ sớm lấy lại được làn da khỏe mạnh, tươi trẻ sớm. Chúc các mẹ có một thai kỳ khỏe mạnh!